Con là Susan Lê. Con xin đại diện cho trường Little Chopin Piano. Kính chào quý vị khán thính giả của đài Sài Gòn TV. Con kính mời quý vị đến tham dự buổi trình tấu nhạc dương cầm với chủ đề International Competitors Concert của trường chúng con, được diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, Chủ nhật, mùng 8 tháng 2 năm 2015, tại phòng hòa nhạc của nhà trường, ở góc đường Westminster và Euclid, cạnh Thư viện Việt Nam. Điện thoại số 714-636-0836, 714-636-0836. Đây là buổi trình tấu để vinh danh các em học sinh của nhà trường vừa tham gia cuộc thi dương cầm quốc tế French List lần thứ 19 diễn ra tại Los Angeles vừa qua. Đặc biệt, chương trình có mặt em Audrey Gazon là học sinh của nhà trường đã giành được giải nhất trong cuộc tranh tài quốc tế French List này. Đến với buổi hòa nhạc lần này, quý vị sẽ cảm thấy tự hào và hãnh diện với những tài năng trẻ tuổi của người Việt Nam hải ngoại chúng ta. Hơn nữa, chương trình còn có sự góp mặt hết sức đặc biệt của một vĩ cầm gia nổi tiếng thế giới là ông Drew Traddick. Ông sẽ kéo đàn tặng quý vị những bản nhạc bất hủ thật tuyệt vời. Những bản nhạc mà ông đã từng đi trình diễn khắp thế giới từ Á sang Âu. Cho nên, bằng mọi giá, con kính mời quý vị dành chút thời giờ đến dự buổi trình tấu âm nhạc đầy giá trị và nghệ thuật này. Vào cửa hoàn toàn tự do và có thức ăn nhẹ. Con chúc quý vị một ngày thật hạnh phúc và hẹn gặp lại quý vị trong buổi concert tuần sau.